nước Yết Tương Na, chu vi 1450 dặm, đất đai phong tục giống như nước Phong Mật Kiến. Từ đây đi về phía tây nam hơn 200 dặm, đến núi. Đường núi hẹp, rất nguy hiểm, ít người qua lại, hiếm cỏ cây và nước. Từ núi phía đông nam đi hơn 300 dặm, qua một cái cổng làm bằng sắt. Hai bên cổng sắt núi non bao phủ, càng lúc càng hẹp, sự hiểm trở càng nhiều hơn. Đường hai bên đá dựng đứng, màu sắc giống như màu thiết, tất cả đều giống như thiết vậy. Có nhiều chuông làm bằng sắt treo nơi cửa ra vào để kiểm tra sự nguy hiểm. Ra khỏi cổng sắt đến nước Đổ Hóa La. Nước này nam bắc hơn ngàn dặm, đông tây hơn 3000 dặm. Phía đông nguy hiểm có núi cao, phía tây tiếp xúc với Ba Lạc Kỳ, phía nam có núi tuyết, phía bắc có cổng sắt, chung quanh sông ngòi bao bọc chảy về hướng tây. Từ hơn 100 năm nay, Dương tộc không có người nối quyền. Do vậy, những thế lực cạnh tranh với nhau để nắm quyền thật là nguy hiểm. Nước này chia làm 27 nước nhỏ, chỉ có một khu tổng hành dinh. Khí hậu nơi đây khá ôn hòa nhưng dễ sinh bệnh. Cuối mùa đông đầu mùa xuân luôn luôn có mưa phùn. Do vậy, cảnh trí ở phía nam ôn hòa hơn phía bắc. Phong thổ của nước này thuộc ôn đới nên có nhiều tật bệnh. Vào ngày 16 tháng 12, tăng tín đồ của nước này vào an cư. Đến rằm tháng 3 thì giải chế. Mùa này cũng là mùa mưa cho nên cũng thích hợp vậy. Phong tục này đã lâu đời, mọi người tuân theo tin tưởng vào sự tu học. Ngôn ngữ được dùng khá khác biệt với các nước khác. Chữ gốc chỉ có 25 chữ, từ đó phát triển ra để dùng viết thư, chữ viết ngang, đập từ trái qua phải. Ngôn ngữ đa phần giống như chữ của nước Tốt Lợi. Y phục, hàng hóa dùng tiền để mua. Đối với nước này, từ sông phía bắc xuống hạ lưu đến nước Đảng Mật Quốc. Nước Đảng Mật Quốc chu vi đông tây hơn 600 dặm, nam bắc hơn 400 dặm. Thủ đô của nước này hơn 20 dặm, đông tây dài, nam bắc hẹp, có hơn 10 cảnh chùa, tăng tín đồ hơn 1000 người. Nước này nằm gần biên giới của nước Tốt Đổ Lợi. Nơi đây có xây nhiều ngọn tháp nhưng nay đã không còn. Các tượng Phật cũng như các tượng thần linh dáng vẻ khác nhau. Đi đến phía đông thì gặp nước Diệt Ngạc Hạnh Na. Nước Diệt Ngạc Hạnh Na chu vi đông tây 400 dặm hơn, tây bắc hơn 500 dặm, chu vi thủ đô hơn 10 dặm. Chùa chiền có 5 cơ sở, tăng tín đồ rất ít. Đi đến phía đông là nước Nhẫn Lộ Ma. Nước Nhẫn Lộ Ma chu vi đông tây hơn 100 dặm, nam bắc hơn 300 dặm, chu vi của thủ đô hơn 10 dặm. Nước này có vua, chùa có 2 ngôi, tăng tín đồ trên 100 người. Phía đông giáp nước Dụ Mạng. Nước Dụ Mạng chu vi đông tây hơn 400 dặm, nam bắc hơn 100 dặm, chu vi thủ đô hơn 16,7 dặm. Nước này cũng có vua, chùa có 2 ngôi, tăng tín đồ rất ít. Phía tây nam giáp với sông. Kế đến là nước Cúc Hòa Hạnh Na. Nước Cúc Hòa Hạnh Na chu vi đông tây hơn 200 dặm, nam bắc hơn 300 dặm, chu vi của thủ đô hơn 10 dặm, có 3 ngôi chùa, tăng tín đồ hơn 100 người. Phía đông giáp nước Hoạch Sa. Nước Hoạch Sa chu vi đông tây hơn 300 dặm, nam bắc hơn 500 dặm, thủ đô 16,7 dặm. Phía đông thì giáp nước Khả Xuất La. Nước Khả Xuất La chu vi đông tây hơn 1000 dặm, nam bắc hơn 1000 dặm, thủ đô của nước này hơn 20 dặm. Phía đông giáp với núi cao, tiếp đến nước Câu Mê Đa. Nước Câu Mê Đa chu vi đông tây 2000 dặm, nam bắc hơn 200 dặm, giữa nước có núi cao, thủ đô chu vi hơn 20 dặm. Phía tây nam giáp với sông Hồ,
phía nam giáp với nước Hộ Khí. Qua phía nam vẫn còn sông, tiếp với nước Đạt Ma Tất Thiết Đế, nước Bát Thích Sáng Na, nước Dâm Bạc Kiến, nước Quật Lãng Nô, nước Ma Đẳng La, nước Bát Lợi Yết, nước Cật Phiếu Sắc Ma, nước Yết Lã Hồ, nước A Lợi Ni, nước Tào Kiến, nước Tự Hoạt. Đi về hướng đông nam, đến nước Khoát Tất Đa và nước A Đản La. Trong hồi ký viết rằng, từ nước Hoạt đến phía tây nam là nước Phược Gia Lãng. Nước Phược Gia Lãng, chu vi đông tây 50 dặm, nam bắc 200 dặm, thủ đô hơn 10 dặm. Phía nam tiếp với nước Ngật Lộ Tất Ni Kiến. Nước Ngật Lộ Tất Ni Kiến, chu vi hơn 1.000 dặm, thủ đô hơn 14 dặm. Phía tây bắc giáp với nước Nhẫn Lẫm. Nước Nhẫn Lẫm, chu vi hơn 800 dặm, đô thành chu vi 56 dặm. Nơi đây có 10 ngôi chùa, tăng tín đồ hơn 500 người. Phía tây giáp với nước Phược Yết. Nước Phược Yết, đông tây hơn 800 dặm, nam bắc hơn 400 dặm. Phía bắc có nhiều sông ngòi, thủ đô chu vi hơn 20 dặm. Người ở đây thường gọi Tiểu Thành Dương Xá. Tuy nhiên, trong thành sống rất ít người. Đất đai màu mỡ, sản vật rất nhiều, hoa quả cũng lắm loại. Già Lam có hơn 100 ngôi, tăng tín đồ trên 3.000 người, tất cả đều theo Tiểu Thừa. Phía ngoài thành tây nam có Già Lam lớn do Tiên Đế đã kiến thiết nên. Có các vị đại luận sư tập họp ở núi tuyết phía bắc. Chỉ có nơi Già Lam này là tuyệt đẹp, không thể xưng tán hết. Những tượng Phật là những bảo vật trân quý vô giá. Chùa trang hoàng những bảo vật rất lộng lẫy, vì vậy có nhiều nước lân bang công kích. Chùa này có tượng Tỳ Sa Môn Thiên Vương. Những vật quý được bảo vệ nơi đây. Gần đó lại có những hang động. Vì lẽ có khuynh hướng sống theo bộ lạc cho nên hay di động, mà Già Lam này trở thành biểu tượng trân quý. Trong quá khứ điều này khó có được. Có người trong đêm mộng thấy vị Tỳ Sa Môn Thiên Vương nói rằng: nếu nhà ngươi có sức lực cũng không nên phá hoại Già Lam này, vì đây là não bộ của con người, nếu phá đi thì con người sẽ bệnh hoạn. Trong mộng cũng báo rằng nên thỉnh chư tăng sám hối lễ tạ, nếu trái lại thì có nguy cơ. Trong đất Già Lam này, ở phía nam Phật đường có nhiều tượng Phật màu sắc vàng của đá khác nhau. Đây cũng có răng Phật chiều dài hơn mấy tấc, chiều rộng 8-9 phân. Răng có màu vàng màu trắng chiếu ánh sáng, lại cũng có áo cà sa của Phật, ngay cả y tăng già lê cũng có. Chiều dài hơn 2 thước, chiều ngang 7 tấc, gồm nhiều vật quý hợp thành. Ba vật quý này mỗi năm đến kỳ tế lễ, chư tăng đem trần thiết trang hoàng để cúng dường. Vì sự chí thành cảm ứng nên răng đã phóng quang. Phía bắc của chùa này có tháp cao hơn 20 thước, gọi là tháp Kim Cang, trong đó trang trí nhiều đồ quý, và ở giữa có thờ Xá Lợi rất quý giá. Phía tây nam của chùa có một tịnh xá thành lập đã lâu đời, xa gần lui tới toàn những bậc cao đức, họ chứng thánh quả không nói hết được. Tại đây cũng có vị A-la-hán đã nhập Niết Bàn và đã thị hiện thần thông mọi người biết được. Cho nên những tháp khác được mọc lên số kể hơn 100 ngôi. Tuy chứng thánh quả nhưng không phải tất cả đều biến hóa. Quả việc này có ngàn cách khác nhau, không ghi hết được. Lúc đó tăng tín đồ hơn 100 người ngày đêm túc trực nơi đền thánh. Chu vi thành hơn 50 dặm, tiếp đến là thành khác. Thành phía bắc hơn 40 dặm, tiếp đó có thành Ba Lợi. Ở trong thành có một ngôi bảo tháp cao 3 thước. Ngày xưa nơi đây Như Lai đã sơ chứng Phật quả.
sau khi rời khỏi cây Bồ Đề, có hai vị trưởng giả người Miến Điện gặp ngài với oai đức uy nghiêm, dáng đi trầm mặc thong thả. Thế Tôn vì người mà nói phước báo của nhân thiên. Thế Tôn đã truyền ngũ giới thập thiện cho họ. Sau khi nghe pháp, họ đã cúng dường mật ngọt. Như Lai đã cho họ tóc và móng tay. Hai trưởng giả này về lại nước với lòng tôn kính vô biên. Như Lai đã làm việc ấy khi tăng già chưa thành lập. Kế đến là dân Út Đa La Tăng Y và những y áo khác cũng như bình bát. Họ đã làm tháp để thờ. Hai người này khi trở lại nước đã dâng thánh chỉ của vua mà tôn sùng kiến tạo chùa tháp để tôn thờ giáo pháp của Đức Thích Ca. Đây là ngôi tháp đầu tiên vậy. Thành phía tây hơn 70 dặm có một tháp khác cao hơn 2 thước. Tháp này được kiến tạo từ thời Phật Ca Diếp. Từ thành lớn này ở phía tây nam đi vào núi tuyết thì đến nước Duệ Mạt Đa. Nước Duệ Mạt Đa đông tây 56 dặm, nam bắc hơn 100 dặm, đô thành hơn 10 dặm. Phía tây nam giáp đến nước Hồ Thỉ Kiến. Nước Hồ Thỉ Kiến đông tây hơn 500 dặm, nam bắc hơn 1.000 dặm, đô thành hơn 20 dặm. Nơi đây có nhiều sông núi và có nhiều ngựa hay. Phía tây bắc giáp nước Đảng Sắc Kiến. Nước Đảng Sắc Kiến đông tây hơn 500 dặm, nam bắc hơn 56 dặm, kinh thành Chu Di hơn 10 dặm. Phía tây tiếp với biên giới của nước Ba Sắc Kỳ. Tiếp theo là nước Phược Yết. Đi về phía nam hơn 100 dặm thì gặp nước Yết Chức. Nước Yết Chức đông tây hơn 500 dặm, nam bắc hơn 300 dặm, đô thành Chu Di 45 dặm. Đất đai phì nhiêu nhưng ít hoa quả, nhiều lúa mạch. Khí hậu lạnh, phong tục lành mạnh. Có hơn 10 cảnh chùa, tăng tín đồ trên 300 người. Họ theo phái tiểu thừa thuộc thuyết nhất thiết hữu bộ. Phía đông nam đi vào núi tuyết. Núi cao dòi dọi, nguy hiểm khôn cùng. Gió tuyết ngay cả mùa hạ cũng đông lạnh. Tuyết đóng thành băng nên rất khó đi. Ở đây họ tôn trọng sơn thần và những loài quỷ mị. Bọn cướp hợp đoàn tung hoành ngang dọc sát hại. Đi thêm 600 dặm nữa thì đến nước Đô Hóa, sau đó là nước Phạm Hạnh Na. Nước Phạm Hạnh Na đông tây hơn 2.000 dặm, nam bắc hơn 300 dặm, nằm ngay trong núi tuyết. Người người hay sống trong hang động. Đô thành đa phần cũng là động đá, chiều dài 67 dặm. Phía bắc rất cao, có lúa mạch, ít hoa quả. Nuôi gia súc đa phần là dê và ngựa. Khí hậu lạnh, phong tục tốt đẹp, đa phần ăn mặc kín đáo. Chữ nghĩa phong tục do sự giáo hóa mà thành. Sử dụng tiền tệ giống như nước Đô Hóa La. Ngôn ngữ ít có sự sai khác, lễ nghi đại khái giống nhau. Có lòng tin cũng giống như nước láng giềng. Trên cũng kính Tam Bảo, dưới cho đến thần dân không bị mất cướp, thành thật tâm địa tôn kính. Có nhiều khách thương vãng lai, thiên thần thường hay xuất hiện. Đó là do sự biến hóa của việc cầu phước đức mà nên. Chùa chiền hơn 10 ngôi, tăng tín đồ hơn 1.000 người. Họ theo tiểu thừa giáo thuộc thuyết xuất thế bộ. Dương thành phía đông bắc gần núi có tượng Phật đá đứng cao 145 mét, màu sắc vàng, trang sức bằng những loại đá quý. Phía đông có già lam do tiên đế đã kiến tạo nên. Tiếp đó có tượng Thích Ca bằng đá đứng cao hơn 100 thước. Phần thân đứng riêng biệt để trở thành một quần thể như thế. Thành phía đông có 23 dặm, giữa chùa có tượng Phật nhập Niết Bàn nằm, chiều dài 100 thước. Vua nước này thường hay thiết lễ cầu siêu. Trên từ vợ con, dưới đến thần dân đều lấy của trong kho của vua đem ra bố thí. Quần thần tả hữu cũng đều làm việc đó như là một nhiệm vụ.
chùa có tượng Phật nằm. Đi về hướng đông nam hơn 200 dặm thì gặp núi tuyết. Phía đông đến một số sông nhỏ, có ao hồ cây trái sum suê, lại có một cảnh chùa khác. Giữa chùa có thờ răng Phật và thờ răng Phật của Bích Chi, dài hơn 5 phân, ngang 4 phân. Lại cũng có răng của Kim Luân Vương, dài 3 phân, rộng 2 phân. Thương Na Hòa Tu Đại A-La-Hán cũng có bình bát bằng thiết, 8-9 cái. Tất cả ở đây đều là đồ vật của các thánh hiền và những phong thư vàng. Lại có Y Tăng Già Lê, cửu điều của Ngài Thương Na Hòa Tu. Y này có màu hoại sắc, làm bằng da và cỏ. Đệ tử của Ngài A-La-Hán Thương Na Hòa Tu đã làm nên những chiếc y này nhân cơ hội an cư của chúng tăng mà cúng dường. Đây là y phước điền để hàng phục thân trung ấm trong thời gian 500 lần. Đến thân sau cùng sẽ được đầu thai trở lại. Thân thể cao thấp y này sẽ theo đó mà lớn rộng ra, và theo các vị A-La-Hán khác để xuất gia, y này sẽ trở thành pháp phục để đầy đủ cụ túc giới, và cũng biến thành y Tăng Già Lê, cửu điều chứng tịch diệt nhập vào biên tế định, phát thành trí tuệ và nguyện lực lưu giữ nơi ca sa này cho đến đời Thích Ca Như Lai. Sau khi giáo pháp diệt rồi, y này sẽ biến hoại. Đây là ý chỉ lòng tin vi diệu vậy. Từ phía đông này đi vào núi tuyết tên là Du Việt Hắc, đến nước Ca Tất Thí. Nước Ca Tất Thí chu vi 4.000 dặm hơn, nằm phía bắc Hy Mã Lạp Sơn. Ba bên có ngọn núi cao, chu vi thủ đô hơn 10 dặm. Nơi đây có nhiều lúa mạch và hoa quả, sản xuất nhiều ngựa quý và út kim hương, nghệ. Có nhiều làng mạc trong quốc gia này. Khí hậu phong thổ lạnh, nhân tình hiền hậu, lời nói dễ nghe, cưới hỏi phức tạp. Chữ viết giống như nước Đổ Hóa La, nhưng phong tục, ngôn ngữ và tôn giáo có nhiều khác biệt. Ăn mặc dùng toàn đồ bằng lông và da. Tiền tệ thì sử dụng tiền vàng, tiền bạc và tiền đồng. Về cách thức sử dụng cũng có nhiều khác biệt tại quốc gia này. Và vua nước này cũng có mưu trí mãnh liệt, hay đi uy hiếp lân bang, thống hợp hơn 10 nước. Nhưng có tâm thương bá tánh và tôn sùng tam bảo, đã kiến tạo 8 tượng Phật bằng bạc và thường chẩn tế để cứu độ sanh linh, chu cấp cho những người nghèo khổ. Già Lam có hơn 100 ngôi, tăng tín đồ có hơn 6.000 người. Đa phần người ở đây theo Phật giáo Đại Thừa. Tháp chùa được xây dựng rộng lớn để hoằng pháp giáo hóa một cách nghiêm tịnh. Chùa viện của tôn giáo khác hơn 10 ngôi, những người theo đạo khác hơn 1.000 người, hoặc lõa thể, hoặc bôi mình, hoặc nhuộm từ đầu đến chân. Thành lớn phía đông hơn 3 dặm tư, dưới chân núi phía bắc cũng có một đại già lam, tăng tín đồ hơn 300 người, họ theo tiểu thừa giáo. Nghe người xưa nói lại rằng, đây là nước Kiền Đà La của vua Ca Nị Sắc Ca, uy hiếp lân bang, chinh phục những nước ở xa, binh lính dàn trải cho đến dãy núi phía đông, và vượt sông sang phía tây để uy hiếp tiếp tục. Vua Ca Nị Sắc Ca được toại nguyện, xây dựng cung điện ở nhiều nơi theo mùa nóng và lạnh. Mùa đông ở các nước tại Ấn Độ, mùa hè trở về nước Ca Tất Thí, mùa xuân và mùa thu thì đến kiến thiết nước Kiền Đà La. Nhà vua này chia cách sinh hoạt làm 3 nơi, kiến tạo già lam, và những già lam này là chỗ ở mùa hạ vậy. Trên tường của những nơi này có những bức họa dung nhan phục sức khác nhau. Giữa mùa hạ trở lại bổn quốc để dưỡng tâm. Tuy cách trở giang sơn nhưng vẫn phát tâm cúng dường cho tăng chúng trong mùa an cư kiết hạ. Tổ chức nhiều trai đàn pháp hội để cầu phước bố thí. Điều đó luôn luôn được diễn ra, không bao giờ ngừng nghỉ. Chùa viện ở cửa đông có tạo nên tượng Nam Đại Thần Vương.
chân bên phải có những vật quý, có nghĩa rằng người này giữ gìn cho già lam. Tướng của vị này rất hung bạo. Nghe chùa này có nhiều của quý được tồn trữ nên nhiều người muốn khai quật. Các tượng thần dương cũng có hình chim oanh vũ, có cất được tiếng kêu. Đất nơi đây có thể dao động. Nhà vua và quân lính đến nơi đây thì trở lại yên ổn và lại ra về. Phía bắc Già Lam này có núi cao, và trong núi ấy có nhiều phòng ốc bằng đá dùng để học tập. Trong này cũng có chứa nhiều của quý. Ở trong này cũng có bảo tồn những loại thuốc quý. Nếu có ai muốn khai quật lấy đi bảo vật thì thuốc này sẽ được biến hiện khác hình, hoặc trở thành sư tử, hoặc trở thành mãng xà, mãnh hổ, độc trùng, hình thù biến dị, cho nên chẳng có người nào có thể lấy được. Từ những động đá này hơn 423 dặm đến núi cao, và trên ấy có tượng Đức Quán Tự Tại Bồ Tát. Người nào có lòng thành sẽ thấy được. Bồ Tát từ nơi tượng này phát xuất ra những màu sắc vi diệu để an ủi những người muốn cầu. Cách thành lớn từ phía đông nam hơn 30 dặm thì đến Tăng Già Lam Yết La Cổ La. Nơi đó cũng có đại tháp cao hơn 100 thước. Khi đến giờ ngọ trai thì đốt đèn, dùng đèn dầu để đốt ra khói màu đen. Vào đêm tối lại nghe âm nhạc. Chuyện xưa kể rằng đây là nơi được kiến thiết bởi vị đại thần Yết La Cổ La. Sau khi xây thành xong, nằm mộng thấy có người bảo rằng: "Ngươi nên kiến lập bảo tháp, sau đó ắt có xá lợi." Ngày hôm sau, quả nhiên như vậy, có người hiến xá lợi. Nhà vua đã cho thỉnh vào triều. Do chỗ cầu nguyện mà nhà vua muốn rằng nhà vua có trước. Vua bảo sau này sẽ là một nơi để bái vọng tại nước Yết La Cổ La. Ta chỉ là một người mang xá lợi. Vị đại thần hỏi rằng: "Cúng xá lợi nào?" Đáp: "Xá lợi của Phật." Vị đại thần nói: "Hạ thần đang giữ đây, xin tâu bệ hạ biết nước Yết La Cổ La sợ vua trân quý xá lợi mà không suy nghĩ, do đó cho nên dựng xây Già Lam và bảo tháp. Vì lẽ chí thành cho nên được cảm ứng, bát bằng đá kia tự mở nắp để an trí xá lợi vào. Khi an trí xong, niêm phong rồi bảo mọi người thối lui, đóng cửa đá lại. Từ đó sinh ra mùi hương dầu màu đen. Thành phía nam hơn 40 dặm, đến thành Tập Đô Đa Đợi Sắc Ti. Phàm có động đất, đến độ nào thành này vẫn không dao động. Thành Tập Tô Đa Đợi Sắc Ti từ phía nam hơn 30 dặm đến núi A Lộ Như. Trên núi này có nhiều hang động. Đỉnh núi mỗi năm cao thêm hàng trăm phân. Cùng với nước Tào Thần Ngật và núi Hiếp Na Tu La, hai bên gần nhau và cùng thịnh suy như nhau. Được biết từ các phong tục rằng, ngày xưa Hiếp Na Thiên Thần từ xa đến, muốn dừng chân ở núi này. Sơn Thần phẫn nộ, dao động thành hang động. Thiên Thần nói, nếu không chừa bỏ thì sẽ khuynh động đổi thành tài sản của chủ mới. Ta nay đến nước Tào Thần Ngật và núi Hiếp Na Tu La. Mỗi năm ta nhận lễ vật từ quốc vương đại thần hiến dâng và luôn luôn phải như vậy, thì núi A Lộ Như sẽ được nâng cao lên, bằng không sẽ bị băng hoại. Dương thành phía tây bắc hơn 200 dặm thì đến núi Tuyết, trên đỉnh có hồ. Do sự cầu nguyện mà nước mưa luôn có. Nghe người xưa thuật lại rằng, xưa có vị A-la-hán ở nước Kiền Đà La thường hay nhận sự cúng dường từ Long Dương ở ao hồ này. Mỗi ngày cho đến bữa ăn trưa hay dùng thần thông để ngồi trên giường bay qua lại nơi hư không. Các thị giả sa di đều được an ổn ở nơi ấy. Chỉ có vị A-la-hán thì hay qua lại Long Cung. Khi gặp sa di, Long Dương mời ở lại dùng cơm. Long Dương dùng đồ ăn cam lồ của A-la-hán biến thành hương vị của nhân gian cho vị sa di. A-la-hán khi dùng cơm xong, vì Long Dương mà thuyết các pháp quan trọng. Sa di như thường lệ, vì thầy mà rửa bát.
trong bát có dư hạt cơm, có hương vị, liền khởi lên niệm ác rằng: hận thầy và phẫn nộ với Long Vương. Nguyện cho các phước lực ngay bây giờ đoạn mất bệnh của Long Vương, và ta tự làm vua. Khi Sa Di phát nguyện như vậy rồi, thì Long Vương bị đau đầu. Khi A-la-hán thuyết pháp xong, Long Vương tạ lễ. Sa Di phẫn nộ vì chưa có được lời tạ, nên trở lại Già Lam và phát nguyện tiếp. Nhờ phước lực mà đêm nay mệnh chung vì Đại Long Vương uy đức mà phát. Chờ vào nơi ao để sát hại Long Vương, và ở luôn nơi Long Cung để thống lĩnh tất cả mọi loài. Do lời nguyện đó mà gió mưa nổi dậy, làm gãy đổ cây cối và hại cả Già Lam. Cho nên vua Ca Nị Sát Ca kinh ngạc và hỏi rằng: vị A-la-hán này có phải là vua không? Vị vua đó tức là rồng đang ở trong núi tuyết, lập tăng Già Lam kiến tạo bảo tháp cao hơn 100 thước. Rồng vì giận mà làm cho nổi mưa nổi gió. Vua vì có tâm hoằng truyền Phật Pháp, rồng vì sân hận mà làm dữ, nên chùa viện và bảo tháp 6 cái bị hư biến thành 7. Vua Ca Nị Sát Ca xấu hổ vì chẳng thành công, nên muốn trấn hồ rồng này để làm chỗ cư ngụ, cho nên đã đem binh lính đến dưới núi Tuyết Sơn. Lúc ấy bị Long Vương nhớ lại chuyện xưa làm chấn động, biến thành một người Bà La Môn già, lạy vua mà trần tình rằng: đại vương ngày xưa đã trồng nhiều căn lành nhiều loại khác nhau cho nên thắng vậy. Được làm vua trên trời chẳng có ý niệm báo ân. Ngày hôm nay vì cớ sao mà giao tranh với Long Vương? Phàm là rồng thuộc về loại súc sanh vậy, cũng thuộc loại ác. Vì sao mà uy lực không đủ để cạnh tranh, như hô phong hoán vũ để có nước mà người thường không làm được? Há rằng tâm vua vẫn còn phẫn nộ sao? Vua bây giờ vừa cầm nước, vừa cầm binh, cùng chiến đấu với một con rồng. Sự thắng chắc chắn thuộc về vua, không còn xa xôi gì nữa. Do vậy mà vua cũng không có gì xấu hổ, cho nên vua lập kế rút binh. Về sau trở thành vua Ca Nị Sát Ca vậy. Rồng cũng trở lại hồ, nghe được âm thanh chấn động, gió mưa cuồn cuộn, làm cho cây cối đất đá lung lay, mưa rơi nặng hạt, làm cho quân mã kinh hoàng. Nhà vua quy y Tam Bảo, thỉnh cầu lực gia hộ, cho nên ngay lúc đó có được nhiều phước và được làm vua trên cõi đời. Uy hiếp những cường địch, thống lĩnh các bộ châu, cho nên nay mới đến đảo tìm rồng mà té ra ta là người bạc phước vậy. Nguyện cho các phước đức hiện tiền, nếu có thì ở nơi hai vai ta bốc khói lên. Rồng liền dứt gió ngưng mưa, trời trở nên trong lặng. Vua đã ra lệnh cho quân lính dùng đá để trấn Long Trì. Long Vương biến lại thành Bà La Môn, yêu cầu vua rằng: ta là Long Vương của ao kia, xin quy mệnh, nhưng xin vua vì lòng từ mà nghĩ về quá khứ. Nếu vua muốn các sinh linh được sống lâu, làm sao để cho ta bị sát hại? Nếu vua muốn sát hại ta, ta sẽ cùng vua bị đọa vào ác đạo mà vua trở thành đoản mệnh. Ta nhớ lại tâm sợ hãi lo lắng kia, vì nghiệp báo và thiện ác sẽ rõ ràng. Vua lùi bước và rồng minh thị rằng: nếu ai phạm thì không xứng đáng. Rồng nói rằng: ta vì ác nghiệp mà thọ thân làm rồng. Tánh rồng hung ác, không thể tự giữ được tâm sân hận khi khởi lên, lại hay quên mà không chế ngự được. Nay vua làm chùa, đừng hủy hoại nữa. Mỗi người chúng ta nên trở về núi. Nếu có mây đen nổi lên thì nên thối lui. Ta nghe tiếng rằng do tâm ác kia mà vua này tu phước kiến, tạo Già Lam, bảo tháp, hầu muốn mưa gió không dứt. Nghe tục lệ chép lại rằng nơi bảo tháp kia có nhục cốt xá lợi của Như Lai, có thể hơn một thăng, biến hóa vô cùng khó nói hết được. Có lúc ở trong tháp này có khói phát ra, từ cửa nhỏ phát ra khói lớn. Lúc đó có người nghi rằng tháp kia tự bốc cháy.
chiêm ngưỡng lâu thì lửa tắt khói tiêu. Lại thấy Xá Lợi trắng như lưu ly trở vào nơi bát và thăng lên không trung, thăng lên trên cao rồi hạ xuống trở lại. Dương Thành phía tây bắc có sông lớn, phía nam có Già Lam, ở bên trong có răng nhỏ của Đức Thích Ca, chiều dài hơn một phân. Tại Già Lam này, phía đông nam lại có một Già Lam nữa, cũng có tên của Tiên Dương. Lại có Xá Lợi xương của Như Lai, một mảnh bề rộng hơn một tấc, màu vàng, còn lông tóc màu trắng rất rõ ràng. Lại cũng có tóc của Như Lai, màu xanh mượt giống như màu đá, dài hơn một thước, có thể cuộn lại phân nửa. Phàm ba việc này gặp được là nhà vua và đại thần tung hoa cúng dường. Từ Già Lam đến phía tây nam có một Già Lam khác, trong bảo tháp có thờ tượng vàng cao hơn 100 thước. Được biết từ phong tục rằng ở trong tháp này lại có Xá Lợi Phật hơn một đấu, mỗi tháng vào ngày rằm giữa đêm phát ra ánh sáng tròn. Ánh sáng kia rất rực rỡ, bay lên hạ xuống rồi nhập vô tháp. Thành phía tây nam có núi Tỳ Là Bạt, có tạo tượng sơn thần, cũng gọi là tượng hiền. Ngày xưa khi Như Lai còn tại thế, thần này phụng thỉnh Đức Thế Tôn cùng với 1200 vị đại A-La-Hán. Trên đỉnh núi có bàn đá lớn, Như Lai ngồi đó thọ sự cúng dường của thần. Từ đó về sau, nhà vua đã xây tháp nơi bàn đá này cao hơn 100 thước. Đời nay người ta gọi là tháp tượng hiền vậy. Lại cũng gọi là tháp có hơn một đấu Xá Lợi Như Lai. Ở phía bắc của tháp tượng hiền, dưới chân núi có một hồ rồng. Nơi đây chính là nơi Đức Như Lai thọ lãnh bữa cơm của thần và nơi mà các vị A-La-Hán ăn xong xỉa răng. Nhờ trồng thiện căn này mà thành cây rừng để người đời sau kiến tạo thành Già Lam tên là Bi Thích Khứ, tước Dương Chi. Từ phía đông đi qua hơn 600 dặm, núi khe tiếp giáp với đỉnh đồi. Vừa qua đỉnh núi đen vào biên giới phía bắc Ấn Độ đến Lam Bà. Đại Đường Tây Dứt Ký, hết quyển 1.